Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn nhé. Mùa đông đã gần như gần hết rồi. Hôm nay đã là cuối tháng 3 rồi. Có đợt tuyết rơi dày là gần như là đợt cuối đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem được một chút về tuyết nhé. Sự đẹp của nó và sự khắc nghiệt như thế nào nhé. Rất là đẹp đấy. Đấy, và hôm nay thì tranh thủ là đưa Tony đi học. Đó, tuyết dày là mình sẽ kéo bạn ấy đi học bằng ván trượt này nè. Rất là đẹp. Hôm nay là nhìn tuyết bao phủ như là kín trắng nhá, rất là đẹp nhá mọi người. Rồi, thì mọi người xem và trải nghiệm với mình nha. Để mọi người biết thêm thì khi mà tuyết đang rơi này á thì nhiệt độ là nó cao và nó dương độ cho nên là ấm. Nhưng mà mọi người biết không, ngày mai mà tuyết ngừng rơi mà nắng ấy thì nhiệt độ rất là lạnh giá chứ mọi người. Nhiều khi đến đến âm 10 mấy độ, chênh nhau chỉ một ngày thôi là mấy chục độ, dưới âm 10 mấy hoặc là 20 mấy độ. Nhưng mà khi mà tuyết rơi như này thì rất là ấm mọi người. Thấy là tuyết rơi là lạnh nhưng mà không, tuyết rơi như vậy là rất là ấm, ấm là so với cái mùa đông thôi nha mọi người. Quá đẹp luôn. Cho đi tập ba bạn à. Đấy, đẹp quá nhỉ. Khi có được đợt tuyết rơi dày như này á, thì chỉ có các em là thích thôi. Các em được chơi trên tuyết như này đó, chơi các trò trượt tuyết rồi làm nghịch tuyết rồi ném tuyết rồi các thứ, nhiều thứ lắm mọi người. Nhưng mà tuyết rơi này các em thích lắm. Oh my god. Bạn đi học mà bạn có tuyết chơi là bạn đi lững thững là mất rất nhiều thời gian mới đến được trường, bạn thích lắm. Rồi khi đã xuống dốc là bạn thích trượt tuyết luôn đó, trượt là thôi lên rồi xuống mấy lần mới vào lớp nha. Tuyết rơi dày mà các bạn đi này nó xốp, các bạn thích nghịch lắm, nó mềm, nó không có bị cứng như là đá, là khi đông đá. Như này là đến dốc rồi, mình lại phải cho bạn đi trượt đây nha. Mình đã cho bạn Tony trượt vài vòng và đã đưa đến lớp rồi. Bởi vì vào trường thì mình cũng không có quay ở trong trường được, cho nên là mình sẽ ra ngoài mình quay một cái cảnh đẹp cho mọi người xem một chút. Và đặc trưng ở bên này á thì là những ngôi nhà nó là màu đỏ, những nhà mà nó sông suối màu đỏ. Còn mà thực tế ra thì ở trên đây, trên đồi như mình á, những ngôi nhà nó sẽ là sơn màu vàng, màu đỏ, màu vàng đó, là đặc trưng nhiều của Thụy Điển. Chỉ có những khu dân cư bây giờ mới thì nó sẽ xây màu khác, màu trắng hay là màu ghi, và phần lớn là màu đỏ, mái ngói màu đen, đặc trưng một thời điểm đấy mọi người. Tuyết rơi dày như này thì thôi xe là nằm một chỗ thôi, vì chưa có xe cào tuyết ấy, phải có lực lượng xe xe mà xe cào á, xe rồi giải đá thì mới đi được nhé mọi người. Đấy, thời tiết này khắc nghiệt lắm nên là chỉ có đi bộ thôi. Và đây là một chút không khí mùa đông tuyết rơi để gửi tới mọi người nhé. Mọi người xem vui và luôn luôn theo dõi và ủng hộ những video mình ra nhé. Sắp tới mình sẽ làm một cái video về cho các bạn nhỏ ra để mà chơi tuyết nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.